Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 3 ngày 28 tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp để đón may mắn, tránh xui xẻo cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 28 tháng 11 năm 2023, tức ngày 16 tháng 10 âm lịch, ngày Canh Dần, trực, bình, tốt mọi việc. Tuổi xung ngày: Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ. Tuổi hợp trong ngày: Ngày Dần, Lục hợp Hợi, Tam hợp Ngọ và Tuất Thành hỏa cục. Giờ hoàng đạo: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Hướng tốt xuất hành: hướng Tây Bắc, hướng Tây Nam. Xem tử vi hàng ngày dự báo năm tuổi dễ đón lộc lớn trong ngày thứ ba này sẽ là tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Tuất và tuổi Ngọ. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 28 tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, thương quan nhắc nhở tuổi Tý nên dừng lại những mối quan hệ xã giao vô dụng và tập trung cho công việc hiện tại. Trong công việc, hãy hạn chế than phiền và khó tính để dễ hợp tác hơn với người khác, đừng tự làm khó mình nữa. Nay tuy có nhiều cơ hội trong công việc, nhưng bạn lại dễ dàng bỏ qua chúng, thu nhập khó mà được cải thiện. Nhiều khoản chi tiêu trong gia đình cần đến tiền, khiến bạn đau đầu và hay cáu gắt với con cái. Đường tình cảm là điểm sáng trong ngày, nhờ ngũ hành thủy sinh mộc, vợ chồng đồng cam cộng khổ với nhau, người còn độc thân thì chớ từ bỏ cơ hội gặp gỡ với người khác phái trong ngày hôm nay, vì đó có thể là người phù hợp với bạn. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, bạn nên khéo léo hơn trong cách hành xử của bản thân. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, bạn được người thân hỗ trợ và ủng hộ hết mình. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, hãy yêu lấy bản thân mình và tự hào về mọi thứ bạn làm. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, rất nhiều người không dám nói lên những gì họ muốn. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, kiên trì làm việc tốt sẽ mang lại nhiều thứ, đừng sợ thiệt thòi. Con số may mắn: 0, 5, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường: xanh dương, đen, quý nhân phù trợ: Thìn, Sửu. Tử vi tuổi Sửu, chính ấn chiếu mệnh giúp Sửu tỉnh táo hơn trong mọi quyết định của bản thân khi đi làm. Trong công việc, kế hoạch tiến triển theo những tính toán từ trước, dù có những khúc mắc cũng sẽ nhanh chóng tìm ra lối thoát, phá vỡ thế bế tắc. Con giáp này nhanh và biết nắm bắt thời cơ, quảng giao, khéo léo, lại có quý nhân giúp đỡ, nên dễ dàng có mối kiếm tiền và làm ăn ngon. Bạn cần hạn chế mua sắm những đồ không cần thiết, tránh lãng phí. Đừng tình cảm không ổn do mộc thổ bất dung, tình duyên sẽ sa sút. Vì vậy, bạn hãy cẩn thận với lời ăn tiếng nói của mình trong các mối quan hệ thân thiết. Hội độc thân khá kén chọn và không muốn yêu đương trong lúc này. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, nên xông xáo hơn trong mọi việc, đừng trốn tránh. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, hôm nay chuyện tình cảm có tác động rất nhiều đến con người bạn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, bạn được mọi người xung quanh yêu mến vì tính cách hòa nhã. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, người mà không lo xa, ắt có mối họa gần. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, bạn đang có nhiều thử thách đang chờ đón ở phía trước. Con số may mắn: 6, 4, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường: cà phê, vàng, quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Dần, công việc của Dần đang diễn ra khá suôn sẻ, không khí tại nơi làm việc thoải mái, mối quan hệ với đồng nghiệp tốt đẹp. Con giáp này còn biết kiếm thêm nghề tay trái để bản thân không cảm thấy chán, có thêm thu nhập. Nhờ thiên tài hỗ trợ nên tuổi này khá may mắn trong việc kiếm tiền. Mọi sự nỗ lực của bạn đều được đền đáp xứng đáng, thu nhập sẽ tăng lên. Nhiều người gặp vận may rơi xuống bất ngờ, đến nỗi bản thân không thể nào ngờ tới được. Mộc mộc tương hòa cho thấy chuyện tình cảm không có gì đáng lo ngại. Nếu cứ sống hiền lành, duy trì thái độ thân thiện với những người xung quanh, thì thời gian tới gặp khó khăn bạn sẽ được giúp đỡ cực kỳ nhiều. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, thay đổi tư duy, mở rộng tầm nhìn chiến lược trong công việc. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, bạn có cái nhìn khá thông minh và cởi mở. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, được nửa kia yêu thương nhiều hơn, tinh thần thoải mái hơn hẳn. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, nếu bạn muốn được yêu, hãy yêu thương nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Dần,
Kim. Nếu bạn không thích điều gì đó, hãy thẳng thắn nói ra. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lá, xám. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi. Tử vi tuổi Mão có tam hội trợ giúp nên Mão khá suôn sẻ trong việc kinh doanh buôn bán, ký kết hợp đồng, mở hàng, quảng cáo. Con giáp này chăm chỉ lại được nâng đỡ nên thu về nhiều lời khen ngợi và khoản tiền thưởng xứng đáng. Chính tài cho thấy bản mệnh sắp có cơ hội ăn mừng thật lớn vì sắp có tiền về túi mình. Bên cạnh đó, thu nhập từ nghề tay trái đem lại cho bạn nhiều tiền hơn mong đợi. Hãy hài lòng với công việc hiện tại. Đường tình duyên cũng khá tốt khi con giáp này cân bằng được công việc và gia đình, có thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Nhiều người cảm thấy mình may mắn khi nhận được tình cảm của những người thân yêu. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, hãy yêu cầu sự giúp đỡ khi cần và đón nhận. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, nếu bạn muốn được thấu hiểu, hãy giải thích cho những người xung quanh biết rõ. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, hôm nay là một ngày bình yên và ấm áp của bạn. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, thay vì than thở, bạn luôn im lặng giải quyết mọi việc. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, thường xuyên được người thân trong gia đình ưu ái. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: đen, xanh lá. Quý nhân phù trợ: Hợi, Tuất. Tử vi tuổi Thìn, xem tử vi hàng ngày, thấy Thìn được thiên ấn chiếu mệnh nên không gặp bất cứ ai cản trở chuyện làm ăn của bản thân. Sắp tới sẽ có một số tin vui trong công việc mà con giáp này đã chờ đợi từ rất lâu. Nhờ tam hội cục nên đường tiền bạc cũng có lộc lá, khoản tiền nhận được sẽ làm bạn bất ngờ, xem như thành quả mà con giáp này nhận được sau thời gian cố gắng. Những mối quan hệ tưởng chừng như vô ích lại đem tới cho bạn lộc lá bất ngờ. Về tình cảm, mối quan hệ của các cặp đôi được hâm nóng, ngày càng thêm thân thiết hơn. Dù vất vả, nhưng con giáp này luôn có con cái đồng hành và thấu hiểu cho nỗi khổ của cha mẹ, nên bạn được an ủi phần nào. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, suy nghĩ tất cả những gì bạn nói, nhưng đừng nói tất cả những gì bạn suy nghĩ. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, bạn đã hiểu được sự buông bỏ và học được sự tha thứ. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, công việc có nhiều bước tiến triển mới đáng kinh ngạc. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, mọi việc chỉ có thể tự dựa vào chính sức của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, suy nghĩ thoải mái, rất hiếm khi tính toán trong các mối quan hệ. Con số may mắn 7, 4, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, nâu. Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thiên quan nói rằng Tỵ dễ rơi vào cảm giác mệt mỏi, khó ôm được nhiều việc cùng một lúc. Nay là ngày xấu, không tốt cho những việc như khai trương, kiện tụng, xin việc, thăng chức. Bạn hãy cẩn thận. Đường tiền bạc bất ổn do lâm tương hại cục. Đặc biệt với những người nào làm việc tự do như kinh doanh, đầu tư, cần phải thận trọng trong từng bước đi, kẻo sai một ly, đi một đống tiền. Về tình cảm, tuy bận rộn với công việc, nhưng bản mệnh nên bớt chút thời gian dành cho người mình yêu. Đừng để họ cô đơn quá lâu. Một số người nên xem lại quan hệ bạn bè, xem người ta có xứng đáng để làm bạn với mình hay không nhé. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, phong cách giao tiếp của bạn có phần quá thẳng thắn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, những thứ bạn sắp phải làm không phải là những gì bạn muốn làm. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, thể chất của bạn đang mệt mỏi do ăn uống thiếu chất, thiếu ngủ. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, bạn thiếu tự tin với công việc hiện tại. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, đừng quá khắt khe với những người xung quanh. Con số may mắn 1, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, cam. Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, may mắn được chính quan trợ mệnh nên Ngọ làm việc gì cũng có quý nhân đi theo trợ duyên. Con giáp này không bao giờ để bản thân lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ. Nhiều người thành công trong thi cử, xin việc, xin visa và thăng chức. Bên cạnh đó, tam hợp cục cũng giúp cho đường số thuận lợi hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Ngày này bạn tránh được họa mất tiền oan, không bị lừa do quá tỉnh táo và khôn ngoan. Về tình cảm, bạn hãy nhớ rằng những gì cho đi cũng chính là những gì mà ta nhận lại. Vì vậy, hãy cứ trao đi yêu thương thật nhiều. Tấm lòng nhân ái của Ngọ chính là chìa khóa mở ra cánh cổng phước báu cho các bạn. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, bạn có rất nhiều việc muốn làm nhưng lại không có thời gian. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, sắp tới gia đình có thêm rất nhiều chuyện vui. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, nếu đang trong trạng thái mệt mỏi, đừng ngần ngại nói với người trong gia đình.
Đối với tuổi Canh Ngọ, Thổ, hãy nhìn lại những gì đã hoàn thành, bạn sẽ thấy mình đã chăm chỉ như thế nào. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, bạn cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy năng lượng, từ đó làm việc với năng suất cao hơn. Con số may mắn 9, 3, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường hồng, vàng, quý nhân phù trợ Tuất, Mùi. Tử vi tuổi Mùi, chính ấn cho thấy Mùi là người thông minh và nhanh nhẹn trong công việc. Tuy nhiên, bạn sẽ có một ngày bận rộn nên đầu óc cứ bị căng thẳng, hãy nghỉ ngơi đầy đủ để không ảnh hưởng đến sức khỏe, đừng khắt khe quá trong công việc. Tình hình tài chính giảm sút, con giáp này phải chi tiêu nhiều tiền cho các buổi ăn uống, họp mặt hoặc quà cáp nên túi tiền sụt giảm. Nhưng may thay, trong rủi có may, cơ hội kiếm tiền sẽ tìm đến với bạn trong thời gian tới đây. Đường tình duyên không ổn do mộc thổ tương khắc. Người trong mộng không hề tốt như bạn nghĩ, thậm chí họ còn có cái nhìn xấu về bạn. Nhiều người làm cha làm mẹ đang gây sức ép quá mức lên việc học hành của con cái. Bạn cần phải xem lại. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, nên cẩn thận hơn khi đi du lịch xa, kẻo làm rơi đồ. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, đang phải vật lộn với nhiều nỗi lo đến từ người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, không có cuộc đời dễ dàng hơn, chỉ có bạn ngày một vững vàng hơn. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, vợ chồng thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, bạn luôn suy đoán trước được những điều sắp xảy đến với mình. Con số may mắn 7, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, đỏ, quý nhân phù trợ Ngọ, Hợi. Tử vi tuổi Thân, tỷ kiên nhắc nhở tuổi Thân cần cẩn thận với mấy trò tiểu nhân trong công việc, đầy người đang ghen ăn tức ở với bạn. Khi kinh doanh, bạn cũng nên hạn chế nể mặt khách quen, có ngày trở tay không kịp. Tiền bạc cũng đang tụt dốc do tương xung lâm vận. Thần có điểm báo hao tài tốn của, bạn nên cẩn thận hơn trong việc bảo quản tài sản khi đi ra ngoài. Buôn bán hạn chế cho khách nợ trong thời gian tới, kẻo lại khó đòi. Về tình cảm, người độc thân còn kém trong việc theo đuổi đối phương và bạn cũng hay tự ái nên vẫn chưa thoát ế được. Bạn dịu dàng và hiểu chuyện nhưng lại không được đối xử theo cách tốt nhất. Toàn gặp phải người xấu tính. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, những lời không nói được trước mặt người ta thì cũng đừng nói sau lưng họ. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, hôm nay có vẻ như sức khỏe của bạn không được tốt cho lắm. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, đừng nghĩ đến chuyện dựa dẫm bất kỳ ai. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, cẩn thận với những lời đường mật đến từ kẻ xấu bụng. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, trong tình yêu đừng đặt niềm tin ở người khác quá nhiều. Con số may mắn 2, 3, giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, trắng, ánh kim, quý nhân phù trợ, Tí, Tị. Tử vi tuổi Dậu, tử vi hôm nay cho biết vận trình công việc của bạn ngày càng sa sút. Điều này là do bạn gặp phải kiếp tài. Dù bên ngoài luôn tỏ ra rằng mình vẫn ổn, nhưng bên trong bạn lại đang sụp đổ dần dần. Lịch ngày tốt khuyên con giáp tuổi Dậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, kẻo đổ bệnh, tiền đi viện còn hơn cả tiền lương. Bạn cũng không nên nhờ vả người khác trông coi nhà cửa, hàng hóa trong ngày này, kẻo bị mất đồ đạc hoặc hư hỏng đồ đạc. Về tình duyên, con giáp này cảm thấy mệt mỏi do ảnh hưởng của ngũ hành mộc kim tương khắc. Tình cảm đôi bên chưa đủ lớn để vượt qua những sự nghi ngờ và ghen tuông. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, hôm nay bạn không nên tiến hành những việc lớn. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, hãy nhớ suy nghĩ tiêu cực, cuộc đời bế tắc, lạc quan yêu đời, mọi chuyện ắt hanh thông. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, càng ngày càng khó tính và hay làm mọi việc một mình. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, công việc có những tia hy vọng mới khiến bạn phấn chấn. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, không có gì là mãi mãi, đừng hy vọng quá nhiều, nhất là tình yêu. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, thiên ấn cho thấy Tuất có thể vướng phải những thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân gây ra. Nhưng rốt cuộc thì chẳng có gì có thể làm khó được bạn. Nói được làm được, Tuất nhanh chóng giải quyết được tiểu nhân và hoàn thành hết công việc trong ngày. Tài vận nở hoa nhờ tam hợp cục soi sáng, việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, hàng hóa bán đắt như tôm tươi, khách cho lộc bất ngờ, đường công danh sáng ngời, cho thấy bạn đang đầu tư thông minh, đúng hướng. Bản mệnh hâm mộ hạnh phúc của những cặp đôi xung quanh và bạn cũng sắp được đón nhận hạnh phúc của bản thân. Bạn là chỗ dựa vững chắc cho nửa kia trong lúc họ gặp khó khăn, hai bạn đang cực kỳ mặn nồng. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa,
Bạn có thể yêu quý, tin tưởng vào ai đó, nhưng đừng phụ thuộc vào họ. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, luôn có ý thức khi đến những nơi đông người hoặc gặp gỡ người mới. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, đường tài lộc sáng ngời hay được lộc từ người khác. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, nhẫn nại không bao giờ thiệt, hấp tấp, nóng vội chỉ hỏng việc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, bạn dần giải quyết được vấn đề tiền bạc, con số may mắn 0, 4, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường nâu, tím, quý nhân phù trợ Ngọ, Dần. Tử vi tuổi Hợi, tướng phá cục lâm vận, cảnh báo Hợi khi đi làm nên coi chừng kẻ tiểu nhân, kẻo bị ném đá giấu tay. Ai làm trong môi trường nguy hiểm thì nên trang bị bảo hộ lao động kỹ càng, không làm liều. Bạn nào đang đi công tác xa cũng nên cẩn thận với người lạ mới quen. Bù lại, được thực thần trợ giúp nên đường tiền bạc của con giáp này đi lên trông thấy. Nếu làm việc chăm chỉ sẽ giúp bạn cải thiện thu nhập. Con giáp này còn có cả lộc ăn uống, quà cáp do người khác đem đến. Về tình cảm, các cặp đôi có thể xảy ra tranh cãi, khó lòng giải quyết êm đẹp vì những chuyện còn con. Bạn ích kỷ, chỉ quan tâm tới cảm xúc cá nhân mà bỏ mặc đối phương khiến mối quan hệ giữa các cặp đôi ngày càng xa cách. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, đừng tranh luận với những người không cùng tầng tri thức với bạn. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, đừng hứa hẹn với người khác điều gì trong ngày này. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, tinh thần thoải mái hơn nhờ có những người tốt bụng luôn ở bên cạnh bạn. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, cẩn thận với những người đột nhiên cố ý tiếp cận bạn. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, học cách giữ thể diện cho người khác, đó mới là thể diện lớn nhất của bản thân. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, đen, quý nhân phù trợ Mùi, Mão. Đánh giá tử vi hàng ngày 28 tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Ngọ, Tuất. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuổi Tỵ, Thân. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch ngày tốt nhé!